Sinh hoạt thể thao năm nay sẽ làm mất hơn 5 triệu chiếc răng. Trong khi con số này gây kinh ngạc, Hội Nha khoa Hoa Kỳ ước tính hơn 200.000 vụ thương tích răng hàm có thể tránh nhờ sử dụng hàm chân thể thao. Nha sĩ có thể đề nghị quý vị hay thân nhân ước thích chơi thể thao, sử dụng hàm chân chơi an toàn, play safe. Hãy nghe câu chuyện của người từng kinh nghiệm sử dụng hàm chân. Hai người đầu tiên là Steve và Matthew Tai. Matthew chơi bóng chạy cho 3 năm và không bao giờ cần một mouthguard. Năm nay Matthew cũng chơi trong khi thấy cô em mang hàm chân chơi túc cầu. Nên anh cần một cái thì chúng tôi làm một cái cho Matthew. Anh chơi giả cầu và là thủ môn của đội. Banh ném về mức, anh vừa định chụp thì banh văng vô miệng. Anh té ngựa trong khi mọi người theo dõi trên banh qua màn ảnh. Vì nhìn thấy hàm chân nhuộm đỏ, dường như Matthew gãy răng và miệng đầy máu. Đỏ như thế chỉ có máu mà thôi. Tới nơi xem mọi việc có ổn không. Tôi loay hoay gỡ hàm chân từ miệng Matthew xem tình trạng ra sao. Chúng tôi thấy răng hơi lung lay và nếu chảy máu. Tôi biết chắc nếu hôm đó không có hàm chân, bây giờ răng của Matthew chắc không còn. Tôi không thể nói hết tầm quan trọng của hàm chân, nhất là khi chơi trong đội banh. Tôi thường nghĩ hàm chân không quan trọng, chỉ là chuyện mèo gieo và làm cho cầu thủ cảm thấy giống đau thủ chuyên nghiệp. Sau khi chứng kiến chuyện xảy ra với Matthew, tôi mới biết sẽ không cho cậu ấy ra sân nếu không mang hàm chân. Thống kê cho biết hơn 34% thích liên quan đến thể thao đều ở bộ mặt. Các cuộc nghiên cứu và tìm hiểu cho thấy nguy cơ thương tích giảm 99% nhờ mang hàm chân. Tuy nhiều tiệm dụng cụ thể thao bán hàm chân, nhưng không hữu hiệu bằng loại chơi an toàn play safe do nha sĩ thực hiện. Vì các loại làm sẵn bán ngoài tiệm không thiết kế riêng cho mỗi người khách. Các loại làm sẵn không thể điều chỉnh dùng với răng niềng. Răng gãy và buộc cầu thủ phải cắn chắc mới có tác dụng tối đa. Trong khi play safe làm bằng khuôn chính xác nên kick count không cần cắn chắc. Như vậy cầu thủ mới có thể tập trung sự chú ý vào nơi quan trọng, nhất là tranh đấu. Tác dụng bảo vệ gấp 9 lần so với loại hàm chân làm sẵn. Lại vừa vặn hơn, giúp khách thở dễ dàng hơn. Và mức độ an toàn vượt xa loại hàm chân bán sẵn. Thay một cái răng gãy có thể mất trung bình 3.000 hoặc nhiều hơn. Chưa kể tốn phí bảo trì suốt đời, như thế còn tốn kém hơn giá đặt làm hàm chân. Nhưng tại sao đặt hàm chân đắt hơn các loại trong tiệm dụng cụ thể thao? Hãy hỏi Enron Fisher, người thực hiện hàm chân PlaySafe. PlaySafe Sport Guards chi phí nhiều hơn over-the-counter Sport Guard cho 3 lý do. Một là họ được tùy chỉnh thực hiện, đặc biệt là họ đang làm cho bạn và không có ai khác. Điều thứ hai, những tài liệu chỉ được thiết kế dành cho Sport Guard, không phải bất cứ điều gì khác, chỉ cần một Sport Guard. Và điều thứ ba, nó được sử dụng nhiều lao động. Chúng tôi cần có một nha sĩ. Chúng tôi cần một phòng thí nghiệm kỹ thuật để xây dựng và thiết kế các sport guard vào chi tiết kỹ thuật của bạn. Hàm chân PlaySafe không những vừa và thoải mái mà còn đúng màu sắc theo ý khách. Chúng tôi có 13 màu cho khách chọn hoặc phối hợp màu theo ý khách. Như quý vị thấy, trong trường hợp hàm chân này có 3 màu khác nhau.
Khác với hầu hết các loại hàm chân đặc, Placid làm bằng 2 hay đôi khi 3 lớp vật liệu. Lớp thứ nhất mềm nằm sát níu và răng và tạo cảm giác thoải mái. Khuôn hàm nhờ sức nóng và áp suất ép theo đường ní của khách, rồi thêm các lớp khác như giảm sốt hoặc lớp lót cứng tăng khả năng bảo vệ hàm. Sau đó còn lớp bọc bên ngoài giảm hấp thụ và phân tán sức ép trên răng. Sau cùng chuyên viên mới sáng và đánh bóng vị Placid chính xác theo khuôn mẫu. Placid là hàm chân thể thao duy nhất với khả năng bảo vệ ở mức cao. Hãy nghe một số nhân xét của người sử dụng hàm chân Placid. Mang hàm chân bảo vệ răng nếu banh văng vào mặt. Hàm chân của tôi vừa khít vì thực hiện riêng cho tôi. Nên thở rất dễ dàng và thoải mái đến mức khi chạy trên sân tôi hầu hết như không cảm thấy đang mang hàm chân. Mang hàm chân là một lý do khiến tôi cần thêm tự tin, giúp tôi thấy an toàn hơn khi đạp xe xuống đường mòn. Cảm thấy răng được bảo vệ an toàn hơn. Đạp xe bằng núi có thể là bộ môn thể thao nguy hiểm lúc té văng ra phía trước, rơi xuống đá. Chuyện kế tiếp là gãy răng, phải tìm nha sĩ giải quyết. Tôi hiện là cầu thủ đội 3T, Chiu Chích Chiu. Đôi khi bị đội thủ đập rất mạnh vào hàm. Nhưng mang hàm chân sẽ giải tạo áp lực đó rất nhiều, đồng thời bảo vệ hàm không bị chấn động. Một hôm tôi bị tấn công, đối thủ ra sức chặn cổ tôi, nhưng không siết ngăn cổ tôi, mà lại siết ngăn hàm tôi. Anh ta dùng hết sức và tưởng đã chặn được cổ tôi, nhưng thật ra, anh chỉ siết mạnh vào hàm tôi. Dĩ nhiên tôi không cảm thấy gì cả vì đã mang hàm chân Placid. Vài phút sau, anh quay lại hỏi, Andrew, sao không thấy anh đập tay chịu thua? Tôi nhìn anh rồi trả lời, khi nào đau tôi sẽ đập tay, cứ siết nữa đi. Thành thật mà nói, nếu hôm đó không mang Placid, có lẽ tôi đã gãy hàm hay mất vài cái răng. Hàm chân của tôi tuy tương tự với loại làm sẵn, nhưng là của riêng tôi. Làm riêng cho hàm của tôi. Hơn nữa còn mang huy hiệu rất hát của đội chúng tôi là Ralph Gracie Jiu-Jitsu. Vì vậy không ai ngạc nhiên thấy Placid trở thành loại hàm chân phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu. Với 6 mức độ bảo vệ khác nhau, hàng loạt màu, huy hiệu đội hay hình dáng, mỗi hàm chân thể hiện cá tính người khác. In other high schools that we've played, other kids have been on, our trainers have been out on the field helping them. Còn đội nhà chúng tôi ở Bishop, Vermont, rất may mắn có hàm chân đặc riêng cho mỗi người nên mang lại sự khác biệt rất lớn. Tôi không dám tưởng tượng ra sân mà không mang hàm chân vì sự khác biệt rất rõ rệt. Thật ra hậu vệ của chúng tôi cũng lệnh một cú nặng vào mặt làm mũi anh bị thương, nhưng không xảy ra chấn thương. Do đó giúp chúng tôi một lợi thế chiến thắng. It's given us a winning advantage. Chào quý vị,
Tôi là nha sĩ Ray Padilla của đội bên trường trung học Bishop Vermont. Vì là đội săn sóc sức khỏe chuyên môn, chúng tôi cố tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra trong mùa thi đấu. Tôi không muốn một cầu thủ Bishop Vermont nào dùng bất cứ loại hàm chân nào khác. Sở dĩ tôi làm thế vì hàm chân Placid vừa vặn hơn, an toàn hơn và giúp tôi an tâm khi biết rõ đội nhà dùng loại nào. Từ khi sử dụng hàm chân Placid, chúng tôi không xảy ra vụ thương tích răng mặt nào và tỷ lệ chân thường giảm tiểu đáng kể. Khi ra sân mỗi tuần, tôi biết chuyện xảy ra với các hậu vệ đội bạn và khám phá họ gặp những vụ chấn thương. Thật ra khi đến đây mỗi tối thứ sáu, tôi chữa trị cầu thủ đội bạn nhiều hơn đội nhà. Khám phá hàm chân Placid đưa lĩnh vực chơi thể thao đến một mức độ hoàn toàn mới.